thưa quý vị, trong đời sống gia đình, không hiếm trường hợp giữa vợ chồng với nhau hoặc giữa bố mẹ với con cái khi quyết định một việc gì đó, chỉ thống nhất với nhau bằng lời nói. Đôi khi, ngay cả những trường hợp pháp luật quy định, lập thành văn bản lại không biết hoặc biết nhưng không thực hiện. Và khi vấn đề này đưa ra giải quyết bằng pháp luật hay chỉ đơn thuần là liên quan đến bên thứ ba thì mới bắt đầu thấy phát sinh rắc rối. Vì vậy, trong các giao dịch với bên thứ ba mà liên quan đến gia đình, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị lớn, thì cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật trước khi thực hiện. Hộp thư pháp luật kỳ này sẽ dẫn chứng hai tình huống mà nhiều gia đình có thể gặp phải trong đời sống ngày thường. Trong quá trình kinh doanh, người chồng có bàn bạc với người vợ và hai vợ chồng cùng thống nhất đưa tài sản là chiếc xe ô tô của hai vợ chồng vào phục vụ hoạt động kinh doanh của người chồng. Nhưng do làm ăn thua lỗ, người chồng đã bán chiếc ô tô cho ông A và nói dối với vợ là cho ông A mượn. Thời gian sau, người vợ phát hiện xe đã bị bán. Trường hợp này, người vợ muốn lấy lại chiếc xe cho gia đình có được không? Trường hợp này, xe ô tô là tài sản chung của hai vợ chồng. Theo Điều 36 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh, thì thỏa thuận này phải lập thành văn bản. Tuy nhiên ở đây, mặc dù vợ chồng có bàn bạc và thống nhất đưa chiếc xe vào kinh doanh chung, chỉ bằng lời nói mà không lập thành văn bản. Như vậy, thuộc trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu, theo quy định tại Điều 122 Bộ Luật Dân sự 2015. Do đó, chiếc xe lúc này vẫn được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng và không đưa vào kinh doanh. Mặt khác, theo khoản 2 Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì đối với tài sản chung là động sản mà theo quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì việc định đoạt tài sản này phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng. Thêm vào đó, khoản 2 Điều 213 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, vợ chồng có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Vì vậy, khi bán chiếc ô tô này, bắt buộc phải có sự thỏa thuận, đồng ý bằng văn bản của cả hai vợ chồng. Nhưng ở đây, người chồng lại giấu vợ bán xe cho ông A, nên giao dịch mua bán này thuộc trường hợp có thể bị tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và người chồng phải trả lại tiền cho ông A và lấy xe về theo quy định tại khoản 2, Điều 131 Bộ Luật Dân sự 2015. Nếu ông A không đồng ý trả lại xe, thì người vợ có quyền khởi kiện vụ việc ra tòa án để yêu cầu giải quyết. Vợ chồng ông B do cần tiền nên muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà hai vợ chồng tạo lập được. Tuy nhiên, người con biết tin và không cho vợ chồng ông B chuyển nhượng thửa đất đó vì muốn sau này vợ chồng ông B tặng thửa đất đó cho người con. Trường hợp này, vợ chồng ông B có được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên khi người con không đồng ý hay không? Để xác định vợ chồng ông B khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần sự đồng ý của người con hay không, trước tiên cần phải xác định quyền sử dụng đất là tài sản của vợ chồng ông B hay là tài sản chung của hộ gia đình. Vợ chồng ông B chỉ đại diện đứng tên. Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng ông B hoặc riêng vợ hoặc chồng, thì vợ chồng ông B hoặc chỉ vợ hoặc chỉ người chồng được quyền định đoạt quyền chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất mà không chịu sự ràng buộc việc người con có đồng ý hay không. Nhưng trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ gia đình thì cần xác định. Tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu người con có sống chung với vợ chồng ông B và có quyền sử dụng đất chung, thì vợ chồng ông B muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của người con bằng văn bản, và văn bản đó phải được công chứng hoặc chứng thực. Trường hợp tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người con chưa được sinh ra, thì người con đó không có quyền sử dụng đất chung, và vợ chồng ông B có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không cần người con đồng ý. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của hộp thư pháp luật kỳ này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc về các vấn đề pháp lý, quý vị khán giả có thể gửi về hộp thư điện tử truyền hình TV pháp luật a@gmail.com hoặc gửi trực tiếp về tòa soạn số 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi cho số hotline 0888 606767. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Thank you.